Thì đây, hôm nay em giới thiệu với mọi người một loại cây. Chắc hẳn là mọi người cũng đã biết về loại cây này rồi. Thì đây là đây là cây thu hải đường lá lông nha mọi người. Đó, mọi người thấy là tại sao lại lá lông đúng không? Thì đây, đó. Mọi người còn không biết là mọi người có thể thấy rõ là cái phần thân của nó này, cái lông này và cái viền lá của nó cũng là màu, nó có mờ. Nó lông có lông luôn nha mọi người. Đó. Thì cái phần viền của nó có lông mà cái thân của nó sẽ có màu, nó có lông lông như thế này này mọi người, không biết mọi người. Đó. Đó, cái phần lá của nó cũng sẽ có lông ở viền đây này, cái viền lá của nó có lông đấy mọi người. Còn ở trong có lông lông, cái viền của nó mới có, không biết là mọi người có nhìn thấy rõ không? Đó mọi người ơi. Đó. Thì đây là cái này được gọi là cây thu hải đường. Đó. Cây thu hải đường nhá mọi người, thu hải đường. Đó. Là một loại cây mà nó có lá lông này, chắc hẳn một loại cây này là nó không có sai lạ gì với cả mọi người nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong cái clip này về đặc điểm, ý nghĩa và cách trồng, cách chăm sóc của loại cây này nhá. Let's go mọi người. Và thì ai cũng có kiểu là có cái đam mê cây kiểu nó khác nhau ấy mọi người, mới nghe cái cây thu hải đường lá lông này ấy. Thì nếu chưa biết gì về loại cây này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó về thông tin của cây này nhá. Và cây thu hải đường lá lông này là một loại cây mà được lai tạo từ các cái hình dáng và màu sắc khác thường, như là lá của nó sẽ có màu xanh lá này, màu tím, màu hồng hoặc là màu bạc, màu nâu ấy mọi người. Nó nhiều lắm, nhiều loại lắm mọi người ơi. Đó. Và lá của nó mọc trên cái cuống lá ngắn này, mọc từ cái thân rễ của nó này ở dưới đất này mọi người. Mép lá có mép lá và mặt dưới lá nó sẽ phủ lông ngắn màu đỏ mọi người không? Cái loại này của mình á, bề mặt của nó là màu xanh loang thôi này, ở bên này nó sẽ là màu tím mọi người ơi. Đó, cái mặt sau với mặt dưới của nó sẽ là màu tím như thế này. Đó, rất là đẹp đúng không? Đó. Thì mọi người ơi, theo mọi người xem rõ này. Đó, bề mặt lá tồn nó sẽ là màu xanh loang với cả màu tím một xíu. Đó, nó sẽ pha một chút xíu như thế này. Đó. Thì bông hoa nhỏ và thường nó sẽ là màu hồng. Cái loại này thì cái cây của mình thì nó cũng chưa ra hoa đâu, nhưng mà cái loại này nó to rồi. Cây mà to rồi thì nó sẽ ra hoa nha các bạn. Những người mà trồng thường sẽ khuyên hãy cắt bỏ những bông hoa để tập trung năng lượng vào những cái chiếc lá màu sắc đẹp đẽ như thế này mọi người. Thì đó, cái lá của nó rất là đẹp mà. Đó, yêu lắm mọi người ơi. Và mọi người thấy là chúng ta ấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách trồng và cách mà người ta có thể người ta nhân giống cái cây này nhá. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện sinh trưởng của cây thu hải đường lá lông này. Thì về ánh sáng này, cây phát triển tốt nhất ở những nơi mà bóng râm này. Tuy nhiên thì chúng vẫn cần cái một chút ánh sáng gián tiếp từ để cho cây có thể giữ màu đẹp hơn. Và tốt nhất thì đặt chúng ở đường cái cửa sổ mà về phía hướng đông ấy mọi người. Hướng đông là tốt nhất nhá. Về đất thì chúng ta sẽ lấy cây ưa đất nhẹ và màu giàu dinh dưỡng, vị trí ẩm ướt và thoát nước tốt, có điều kiện đó đất tốt cho cây. Về nước thì chúng ta chỉ tưới nước khi mà cảm thấy là cái đất ở trong chậu ấy nó đã khô rồi nha mọi người. Đó, tránh nước cơ, tránh tưới nước lên lá vì có thể gây ra hiện tượng là đốm lá. Nhiệt độ và độ ẩm của cây ấy, lý tưởng sẽ là tầm 20 đến 25 độ C không ai mọi người ơi. Đó, độ ẩm mà cao hơn thì sẽ là hơn 20, ý là hơn 50% ấy. Thì chúng ta sẽ bón phân mỗi tháng một lần, điều chỉnh cái liều lượng mà cây nhỏ to để mình có thể phù hợp cho cây nhá. Về cách trồng và nhân giống thì chúng ta chỉ cần cắt cái lá của phần thân nó ấy mọi người, đặt nó vào cái nước này và cho rễ khi mà rễ bắt đầu mọc, cho nước vào khi mà các bắt đầu nó ra rễ này. Và khi rễ mà đã phát triển rồi thì trồng phần cây ấy vào đất này, giữ nguyên như vậy cho đến khi mà có những chiếc lá nhỏ xuất hiện, sau đó thì cắt bỏ đi. Cây có thể phát triển nhanh chóng và trở thành một cái cây trưởng thành trong vòng một vài tháng thôi, giống như thế này. Hoặc là mọi người có thể mua sẵn về nhá mọi người, hoặc là có thể, ý là mọi người mà muốn ươm trồng ở nhà ấy thì mọi người có thể ươm như thế, còn mọi người mà mua sẵn về như thế này thì mình về chỉ về trang trí cái phòng của mình xinh lung linh thôi mọi người, có màu sắc thôi. Mình cũng cần phải là mình phải chăm sóc mà mình phải trồng ươm đâu mọi người ạ. Đó. Đó, về chăm sóc thì mình chỉ cần cắt tỉa là các bị, nếu mà lá có bị sâu bệnh ấy thì mình sẽ cắt tỉa cái phần bị bệnh đi, hoặc là mình cái lá mà nó bị héo ấy mọi người.
mình nhặt bỏ đi thì hoa vải dừa lông này ấy, thì đôi khi nó có thể phát triển ra các cái đốm trơ trụi khi thay thân già và hóa gỗ nha mọi người. Đó. Hoặc là chúng ta có thể thay chậu để đảm bảo cho cây có thể đủ đất để phát triển, và có thể cắt tỉa cây trong chậu thường xuyên để cho cây đầy đặn và nó chắc chắn hơn nhé mọi người. Và để tránh những cái vấn đề như là bệnh đốm này do các loại vi khuẩn nấm mốc hoặc là viêm da đủ do cây bị ướt liên tục ấy, thì chúng ta có thể đừng tưới nước lên lá nha mọi người, và đảm bảo cây được trồng trong cái đất mà nó thoáng này, nó thoát nước tốt này. Bạn có thể dùng cái xà phòng diệt vi trùng ấy để có thể diệt diệt dẹp nè, hoặc là sâu bướm phá hoại cây nhá mọi người. Đó thì có rất là nhiều loại để mà chúng ta có thể trồng cây này luôn ấy, và chúng ta lưu ý một số cái cách mà mình chăm sóc đấy mọi người. Đó đấy, mọi người thấy cái lá này nó rất là đặc biệt luôn ấy, nó rất là xinh ạ. Nó lá vừa xanh mà vừa tím tím, rất là lạ, đẹp mắt ấy mọi người, đúng không? Chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể mua cây này về trồng ấy mọi người. Nó rất là đẹp rồi, nó phù hợp với cả chúng ta nữa. Mọi người thấy mình mà cái cây này nó phù hợp với cả không gian nhà của mình thì mọi người có thể là mọi người liên hệ mình để mua về nhé mọi người. Thì mọi người xem cái hình thủ của nó ấy, thì đây là một loại cây được lai tạo về hình dáng nhá. Đó, rất là đẹp. Mọi người ơi, thì mọi người mà có nhu cầu ấy, mọi người có thể liên hệ em để mọi người mua cây này nhá. Vì cái cây này này mọi người, về nguồn gốc thì cái cây này thì nó có nguồn gốc từ cái cây này nó có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ đó, và châu Phi nha mọi người, và các nước Nam châu Á đấy mọi người. Thì cái cây thu hải đường này thì là một loại cây thân thảo này, chiều cao của nó có thể cao tầm 20 đến 50 cm mọi người ạ. Thân cây thì rất là mọng nước này, lá của nó xanh đậm như thế này, nó nhọn ở phần đầu và nó răng cưa và quanh đều cái lá của nó ấy mọi người. Mọi người quan sát mọi người thấy không đó. Dù có nguồn gốc từ các cái châu lục khác nhưng mà cái loại cây này thì nó lại dễ lai ghép và có thể tạo ra cái vô số giống khác nhau. Là cây này thì nó được trồng và được có phân thành một số nhóm chính như là giống cây lau này, giống như là thân bụi này, cây thân củ, thân dày, mọi người rất là nhiều cái mà nó có thể phân ra, nó nhiều loại ấy, nó lai tạo nhiều lắm mọi người ơi. Đó, rất là nhiều người ta lai tạo cái cây này rất là nhiều. Thì đây là một loại cây mà nó trồng trong nhà này, thu hải đường này thì còn được gọi là một loại cây phong thủy. Thu hải đường còn được gọi là cây phú quý mãn đường nhá mọi người, mang cái ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Trồng cây thu hải đường này ấy, thì sẽ mang lại cho mình sự may mắn này, tiền tài và đầm ấm trong gia đình. Có vô số giống khác loài khác nhau được tạo ra từ cái quá trình lai ghép. Tuy nhiên thì cây thu hải đường thường có cái màu phổ biến như là màu đỏ tươi này, màu trắng, màu hồng, màu vàng và màu tím. Nó kiểu màu đỏ đỏ ấy mọi người, đỏ đỏ tím tím ấy mọi người đó. Màu đỏ đỏ này thì nó tượng trưng cho sự may mắn này, giàu sang này. Màu trắng thì tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh khôi. Màu hồng thì tượng trưng cho sự nhiệt huyết, lãng mạn trong tình yêu. Màu vàng thì tượng trưng cho sự viên mãn và hạnh phúc. Đó. Theo y học thì cây thu hải đường này thì có vị đắng chua đó. Tính nó rất là mát và được sử dụng như là một cái loại thuốc mà có thể là giải độc này, làm tan các cái vết bầm này, điều trị viêm họng này, đau họng và thanh nhiệt, bồi bổ gan này, và điều trị mụn nhọt và ngó, và có thể làm cái thuốc an thần nhé mọi người. Thu hải đường này thì còn được sử dụng để chế biến các món ăn bổ dưỡng cho cá như cá tuyết hấp hoa này, canh hoa này. Ngoài ra thì thu hải đường này còn được kết hợp với cả các loài hoa như là hoa lựu này, hoa lạc này, và để làm trà uống này, giúp cho mình có thể thanh lọc cơ thể nhé mọi người. Thì về giá của cây hải đường này thì tùy vào cái kích thước của cây và giống loài thì thu hải đường này đang được giao bán với rất là nhiều mức giá khác nhau. Thì theo mà mình bán ấy, theo cái mà mình bán ở showroom ấy mọi người, thì nó chỉ có hơn trăm một tí thôi mọi người ạ. Thì nó cũng tùy vào cái kích thước của cây nên là mọi người có thể lựa chọn cái cây nào mà nó phù hợp với cả túi tiền của mình nhé. Thì mọi người có nhu cầu mua, mọi người có thể liên hệ mình qua số hotline, hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp tại showroom cây đời tại
Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Và mình có để chi tiết số điện thoại và địa chỉ ở trên màn hình mọi người ơi. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ mình qua số nhé mọi người. Mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về loại cây này. Đó. Và sau đây thì mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết cái clip này của mình. Thì mình xin hẹn gặp lại mọi người vào các cái clip sau nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bye bye.